Giang Mạnh Quỳnh hoãn đám cưới phòng dịch. Xe Mazda 3 vào cua ẩu khiến ô tô Hyundai rụng lớp dự phòng. Phục vụ thượng đế say xỉn, tài xế taxi bị quỵt tiền, hành hung và lăng mạ ngay trên xe. 148 hành khách và phi hành đoàn suýt mất mạng vì trò nghịch dại của người đàn ông. Lừa tình 35 phụ nữ chỉ vì muốn được tặng quà sinh nhật. Emmy rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc dành cho bản tin của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ sẽ là những tin đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật được. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 3 tháng 5, lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư Florence ở 28 phố Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để ở. Theo ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, ngay sau khi nhận được tin báo về việc có hơn 20 người nước ngoài nhập cảnh trái phép thuê căn hộ ở chung cư Florence để ở, lực lượng chức năng công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra, rà soát và phát hiện có tới 46 người Trung Quốc ở trong chung cư trên. Tất cả người Trung Quốc trên đều nhập cảnh trái phép và đã thuê 9 căn hộ tại chung cư Florence để sinh sống. Ngay sau khi phát hiện ổ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên, lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm đã tập trung truy xét, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đưa đi cách ly và lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Trước những diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 5. Trong khi đó, Hưng Yên cho học sinh huyện Phù Cừ dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tại Vĩnh Phúc, khoảng 300.000 học sinh khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 5. Sau thời gian này, tùy vào tình hình thực tế dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và có chỉ đạo phù hợp. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet để đảm bảo tiến độ, chương trình năm học theo quy định. Còn tại Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa quyết định, từ ngày 4 tháng 5, gần 20.000 học sinh của 39 trường phổ thông, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 5 nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện Phù Cừ nghỉ học tập trung ở trường. Trừ cấp học mầm non, các cơ sở giáo dục trên đây sẽ học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Trưa ngày 2 tháng 5, phát hiện một cô gái ngồi trên ban công tòa nhà A4 tầng 18 tại chung cư Aerotown, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Có ý định tự tử, người dân sinh sống nơi đây đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. May mắn là nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời. Theo thông tin, vào lúc 11 giờ cùng ngày, bảo vệ của chung cư Aerotown phát hiện có một cô gái tên NHVA, sinh năm 2005, cư ngụ tại một căn hộ block A4 tầng 18 chung cư Aerotown, đường 15B nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang có ý định tự tử. Do đó, bảo vệ đã báo ngay cho công an địa phương. Sau đó, công an địa phương báo cho trung tâm chỉ huy 114 thuộc phòng PC07. Tiếp nhận thông tin, trung tâm chỉ huy 114 đã điều động một xe cấp cứu và một xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, đưa cô gái xuống đất. Đến nơi, lực lượng chức năng đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình, vụ việc và triển khai lực lượng phương tiện như dùng 6 đai toàn thân để bảo hiểm cho chiến sĩ cứu nạn cứu hộ, dùng 5 dây cứu hộ chuyên dụng 50m và 3 dây 20m để móc vào đai của chiến sĩ tiến hành cứu cô gái ra khỏi nơi nguy hiểm. Khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5, tại một quán ăn thuộc tầng 1 chung cư Trần Hưng Đạo Plaza, tổ 9 khu 3 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, đã xảy ra một vụ nổ làm một người bị thương. Nơi xảy ra vụ nổ là tại quán cơm niêu Trà Việt, thuê tầng 1 chung cư. Vụ nổ làm vỡ toàn bộ hệ thống cửa kính cường lực tầng 1 và một phần tầng 2, cũng như các thiết bị trang trí, rèm cửa bị ảnh hưởng. Rất may, thời điểm xảy ra vụ nổ vào lúc sáng sớm, ngày nghỉ nên quán ăn chưa có khách. Một nhân viên quán là anh Vũ Quang Thức, sinh năm 1960, bị bỏng nhẹ ở cánh tay trái, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể do nổ khí ga, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cho rằng nội dung trên một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của VinFast. VinFast đã gửi đơn tố cáo ra cơ quan công an về hành vi sản xuất và lan truyền thông tin sai sự thật của ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV.
Trước đó, kênh YouTube Google TV đăng tải clip dài gần 30 phút, trong đó có 18 phút nói về lỗi của chiếc VinFast Lux A2.0 màu trắng mang biển số 66A13945. Ông Trần Văn Hoàng xuất hiện trong clip và liệt kê hơn 10 lỗi trên chiếc VinFast Lux A2.0. Theo ông Hoàng, chiếc xe trong clip có cảm biến, áp suất lốp không chính xác, sạc không dây chập chờn, gặp mưa tự hoạt động, nổi đèn báo lỗi động cơ, nắp bình xăng không thể đóng sát. Lỗi được ông Trần Văn Hoàng nhắc nhiều trong clip là phần cửa xe có tiếng kêu lạ và có tiếng gió lọt vào trong khi chạy xe. Lỗi này, theo ông Hoàng, đã được mang đi sửa chữa nhiều lần nhưng chưa khắc phục được. Nhập vào đường giao cắt với tốc độ cao nên một chiếc sedan đã đâm vào chiếc Hyundai Santa Fe, đồng thời làm hư hỏng sang xe Toyota Innova ở gần đó. Tình huống này xảy ra ngày 1 tháng 5 tại một tuyến đường thuộc thành phố Vinh, Nghệ An. Camera hành trình của chiếc ô tô đi phía sau đã ghi lại được diễn biến vụ việc. Theo đó, hai xe Hyundai Santa Fe và Toyota Innova đi song song phía trước ô tô gắn camera hành trình. Khi đi qua đoạn ngã ba thì bất ngờ chiếc Mazda 3 màu đỏ từ đường nhánh lao nhanh tới, đâm vào sườn sau của chiếc xe gầm cao mang thương hiệu Hyundai. Cú va chạm làm cho xe Santa Fe văng chệch khỏi đường, đụng liên hoàn với xe Toyota Innova đi bên cạnh. Đồng thời, lốp dự phòng của chiếc SUV này cũng văng ra khỏi xe. Trong khi đó, ô tô Mazda 3 màu đỏ bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Các phương tiện trong vụ tai nạn đều bị thiệt hại đáng kể, nhưng người trên xe không gặp nguy hiểm. Nguyên nhân của vụ va chạm đang được điều tra và làm rõ. Phục vụ các thượng đế tận tình, dù cả ba đều say xỉn, quậy phá suốt cả chuyến đi. Thế nhưng khi kết thúc chuyến xe, không những tài xế không nhận được đồng nào, còn bị các thượng đế này đấm và lăng mạ. Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho tài xế. Đây hẳn là một trong những chuyến xe bão táp nhất trong cuộc đời cầm lái của nam tài xế xuất hiện ở đoạn clip dưới đây. Anh ta đã tỏ ra cực kỳ nhẫn nại, im lặng, mong bình yên trong suốt chặng đường chở ba vị thượng đế say xỉn hung hăng côn đồ. Thế nhưng người đàn ông ngồi ghế phía sau lại quyết không hợp tác khi liên tục chửi bới quậy banh cả xe. Ông ta thậm chí còn nhoài người lên phía trước, túm đầu tài xế đánh rồi chửi. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi chở khách về nơi họ cần, cả ba thản nhiên đi vào nhà mà không thanh toán tiền xe. Nam tài xế đòi tiền thì họ lại hung hăng cầm dao thách thức, đòi hành hung tài xế. Không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn theo chiều hướng tiêu cực bất lợi cho mình, tài xế lên xe đi về và tự coi như mình vừa làm từ thiện cho ba người đàn ông này. Được biết sự việc xảy ra ở Đồng Nai mới đây. Tiếp theo chương trình là một tình huống trộm cắp khiến ai xem qua cũng lắc đầu ngao ngán. Cụ thể đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc xảy ra trước quán cơm Du, phường Bình Đức, Long Xuyên, An Giang và đã được camera ghi lại. Hai nam thanh niên này không biết từ đâu đến, sau khi phát hiện trước cửa quán cơm có một mâm khô, tên ngồi sau liền nhanh chóng xuống xe rồi tiến lại lấy mâm khô như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó cả hai đã nhanh chóng lên xe chạy đi. Quả là đến khô mà trộm cũng không tha. Thưa quý vị, các quán nét là nơi tụ tập rất đông người, thế nhưng an ninh lại rất lỏng lẻo. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng trộm cắp dễ dàng ra tay. Chỉ cần một giây sơ hở là những tài sản có giá trị của các game thủ sẽ không cánh mà bay. Tình huống ngay sau đây sẽ là một bài học cảnh giác cho các game thủ thường lui tới các tiệm nét. Những hình ảnh này được camera an ninh của tiệm nét Progame Bar ở Hà Nội ghi lại được. Theo hình ảnh được ghi nhận, thấy vị khách chơi game ngủ quên, thanh niên trên đã lẻn lấy ba lô, mở trộm điện thoại sau đó bỏ đi. Còn đây là tình huống được ghi nhận tại một quán nét khác ở Đồng Nai. Nam thanh niên mặc áo trắng, tướng thư sinh trên, sau khi vào quán nét tìm bạn, đi ra tiện thể trộm luôn đôi giày. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phan Mạnh Quỳnh đã có một bài viết chia sẻ về sự tiếc nuối khi phải tạm hoãn lễ cưới tại Sài Gòn vào ngày 7 tháng 5 tới. Động thái của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và cả những người hâm mộ. Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ, được biết qua các phương tiện truyền thông, mặc dù nhà nước ta đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt, nhưng do tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và ca nhiễm ở các quốc gia lân cận đang tăng cao, cùng nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Nhận thấy tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và phòng chống dịch của cộng đồng, nên vợ chồng Quỳnh Vy quyết định dời lịch cưới tại Sài Gòn. Dù rất tiếc và buồn vì hai vợ chồng đã và đang chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện quan trọng lần này, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho mọi người và để mọi người sớm sắp xếp được lịch cá nhân. Nhiều khán giả đã lên tiếng ủng hộ anh về hành động đúng đắn cũng như ý thức chấp hành tốt về việc phòng tránh dịch trong thời điểm khó khăn này. Trước đó, Phan Mạnh Quỳnh và vợ đã có một lễ cưới ấm cúng tại quê nhà Nghệ An cùng bạn bè và người thân.
dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ về cáo buộc cảnh sát ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đối với một người đàn ông ở địa phương này, ông này đã bán đứa con trai 2 tuổi của vợ trước cho một cặp đôi không con cái với giá 24.400 đô la Mỹ, sau đó dùng tiền này đưa người vợ mới đi du lịch. Truyền thông địa phương cho biết người đàn ông này, họ Xi, thường xuyên cãi vã với người vợ hiện tại. Lý do ông bán đứa con trai 2 tuổi của mình, thường được gọi là Jia Jia, được cho là để giảm gánh nặng chăm sóc đứa bé. Ông Xi chăm sóc Jia Jia sau khi ly hôn với mẹ đứa bé. Trong khi đó, người vợ cũ này nuôi đứa con gái của hai người. Tuy nhiên, do làm việc xa nhà tại một thành phố khác, ông Xi để lại Jia Jia ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang nhờ người nhà chăm sóc. Ông Xi đã đưa Jia Jia đi hồi tháng trước. Ông nói với gia đình rằng mẹ của Jia Jia muốn gặp đứa bé. Tuy nhiên, vài ngày sau, người nhà của ông Xi phát hiện có vấn đề và đã báo cảnh sát. Cảnh sát cho biết họ phát hiện ông Xi đã bán Jia Jia cho một cặp đôi không có con ở thành phố Thường Thuộc, tỉnh Giang Tô, với giá 158.000 nhân dân tệ, 24.400 đô la Mỹ. Ông đã dùng số tiền này để đưa vợ mới đi du lịch tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc, một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị bắt quả tang ném tiền xu vào động cơ của một chiếc máy bay để cầu may. Một hành động mê tín khiến tính mạng của 148 hành khách và phi hành đoàn gặp nguy hiểm. Hành khách Hậu Quang dự kiến bay từ Duy Phường, Sơn Đông đến Haikou trên chuyến bay GX8814 của hãng hàng không Bamboo. Tuy nhiên, chuyến bay đã phải tạm hoãn khi người quản lý sân bay bắt gặp Quang đang ném 6 đồng tiền xu vào động cơ máy bay. Toàn bộ 148 hành khách buộc phải xuống máy bay và chờ chuyến bay khác đến sáng hôm sau. Quang sau đó đã thừa nhận đã ném 6 đồng xu và bọc trong giấy đổ vào động cơ của máy bay. Người đàn ông cho rằng điều này sẽ giúp ông ta có thể xua đuổi tà ma, gặp nhiều may mắn. Các nhân viên tại sân bay cho biết tiền xu khi bay vào trong động cơ máy bay có khả năng làm hỏng các cánh quạt, thậm chí gây hỏa hoạn dẫn tới tai nạn thảm khốc. Trước đó, nhiều người có hành vi tương tự cũng đã bị lực lượng chức năng ở quốc gia này phát hiện bắt giữ. Cảnh sát Osaka, Nhật Bản vừa bắt giữ ông Takashi Miyagawa, 39 tuổi, vì lừa đảo 35 phụ nữ bằng cách giả vờ có mối quan hệ nghiêm túc, chỉ để được tặng quà sinh nhật. Người đàn ông 39 tuổi này sinh ngày 13 tháng 11, nhưng luôn lừa các nạn nhân rằng sắp đến sinh nhật mình để nhận được những món quà từ các cô gái. Theo cơ quan chức năng, Miyagawa là một lao động bán thời gian đến từ vùng Kansai, miền Nam Nhật Bản. Anh ta nói với tất cả các bạn gái rằng mình có ngày sinh khác nhau để đảm bảo rằng bản thân có nguồn cung cấp quà liên tục. Miyagawa làm tiếp thị cho một công ty bán hàng đa cấp và đã làm quen với các nạn nhân, hứa hẹn sẽ kết hôn với họ. Những người phụ nữ trên cùng nhau lập hội nạn nhân và báo cảnh sát. Theo báo cáo của trang tin tức Nhật Bản Sora News 24, tổng số phụ nữ trở thành nạn nhân của Miyagawa lên tới con số 35 người. Tuy nhiên, họ cũng nói thêm rằng có khả năng sẽ có thêm nhiều nạn nhân của Romeo Nhật Bản trong tương lai. Cũng theo trang tin trên, Miyagawa không chỉ lừa những người phụ nữ để lấy tiền quần áo đắt tiền được thiết kế riêng, mà anh ta còn xoay sở để bán cho họ một số thiết bị nhà tắm mà anh ta đang bán, tất cả được phục vụ cho mục đích lợi nhuận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.